Anh xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Chai Kỳ và hôm nay chúng mình hướng dẫn các bạn cách cài map Minecraft. Ok, tắt đâu nhỉ? Đây, tới chúng ta sẽ chọn cái map bắt đầu được. Tôi cũng sẽ chọn map này và ấn vô. Tới từ download, ấn vô. Thấy cái phần này. Đợi, ấy xong. Chút, rồi sau khi bạn đã tải xong được cái phần mà bạn ấn mở, rồi sau đó khi được cái màn hình này rồi bạn ấn vô nút hai quả trống này, rồi bạn kéo cái phần xanh bên ngoài ra, ra bên ngoài luôn. Thôi được rồi, bạn bạn ấn cái map lại, bạn ấn VG và bạn ấn finish, rồi đợi đợi nó sẽ ra nguyên cái này. Đi ra rồi thì bạn ở đây bạn ghi là F Rata. Còn Roaming ấn Roaming rồi vô từ Minecraft rồi kéo xuống thấy server rồi bạn kéo mình copy cái phần này rồi bạn dán bạn control V ra hay là bạn nhấn vào vì ấn vô fan thôi. Sau khi bạn làm xong thì rồi bạn nhấn việc lên Minecraft và bạn chỉ cần lên Minecraft và chơi thôi. Sau khi bạn lên được Minecraft, bạn ấn vào chờ đơn rồi kéo xuống phần cuối cùng, bạn sẽ thấy cái game ở đây. Ok đây. Thế rồi mình dùng thêm vào trong tab nên mấy phần này mất hơn. Nếu mà ấn được cái tên game thì nó sẽ vô thôi. Và đó là cách để cài map trong Minecraft. Và nếu bạn thấy hay và bổ ích, bạn hãy subscribe cho video này, subscribe, like và share. Và bye bye.